Vâng, xin chào mừng các bạn và anh em đã quay trở lại với kênh của Phụ Tùng Mitsubishi An Việt. Ngày nay mình xin giới thiệu các bạn và anh em đây hộp đen điều khiển hệ thống động cơ, hay là gọi ECU ấy. ECU nó là cái bộ não của cái hệ thống động cơ của dòng xe Mitsubishi. Đây là dòng xe Mitsubishi Xpander phiên bản 05 này, sử dụng cho số sàn của dòng xe Mitsubishi Xpander thì nó điều khiển toàn bộ những cái liên quan đến cái hệ thống động cơ của dòng xe Mitsubishi. Thì khi mà động cơ chúng ta hoạt động thì nó cần có bộ não ra lệnh từ cái việc là cảm biến lưu lượng, khí nạp vào bao nhiêu này, gió vào như thế nào, tốc độ xe chạy thì bao nhiêu thì tương ứng với lại cái động cơ đốt như thế nào. Nó giống như bộ não nó ra lệnh cho tất cả những cái hoạt động của hệ thống động cơ. Thì khi mà chúng ta chạy xe trên đường bị hỏng với cái hộp ECU này, hộp đen này, hộp hệ thống điều khiển động cơ này, thì đó bắt buộc các bạn phải thay thế để đảm bảo xe có thể vận hành và đi thông tốt trên đường. Thì Phụ Tùng Mitsubishi An Việt chuyên nhập khẩu phân phối tất cả những chi tiết phụ tùng dòng xe Mitsubishi tại thị trường Việt Nam. Và anh em nhu cầu các bạn vui lòng đến Phụ Tùng Mitsubishi An Việt, website PhutungMitsubishi.vn. Các bạn xem thấy hay thì nhớ nhấn like và đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video mình sẽ review tất cả sản phẩm phụ tùng dòng xe Mitsubishi này, phục vụ anh em cách hoàn toàn miễn phí. Và các bạn đừng quên để lại bình luận phía bên dưới để chúng ta cùng nhau trao đổi về kinh nghiệm sử dụng và tất cả những chi tiết phụ tùng dòng xe Mitsubishi này.